Rồi, chào các bạn, chào lại các bạn yêu tử vi Sáng hôm nay bên mình là sáng chủ nhật Thì muốn dành cái buổi sáng hôm nay Làm một cái bài kiến thức tử vi Nói lên những cái nhóm sao nào Mà nó gây ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình Mình rất là bi quan Có thể mình có cảm giác bị yếm thế Bị tự ti, bị mặc cảm Nó lớn luôn cả những cái cái cảm xúc của mình Mà có nhiều khi nó làm cho cái cảm xúc của mình có khả năng là mình rất là tuột dốc mà có nhiều bạn gửi email về mình thấy có những cái trường hợp này mà có những cái định muốn tự tự hủy hoại cái bản thân của mình thì mình quyết định là sáng nay sẽ làm cái bài kiến thức tử vi này trước nếu các bạn nào mà đã mua cái quyển tử vi thiên lương tổng hợp từ năm ngoái thì các bạn mở cái trang 298 cái phần mà trầm cảm và tự kỷ có nghĩa là tránh nhầm lẫn trầm cảm và tự kỷ thì cái bài đó mình viết cách đây hơn một năm rưỡi Thật ra nó chưa đủ hết những cái ý của mình Thì hôm nay đây là cái bài mới Mình muốn gửi đến các bạn trước Để các bạn, nếu mà bạn nào có quyển sách đó Thì đọc cái trang 298 Tham khảo cái bài đó trước đi Và cái bài đó chính là cái bài gốc của cái bài này là cái bài kế tiếp Có nghĩa là thêm vào bài mới hơn Rồi Bây giờ mình không mất thời gian của các bạn ha Thì các bạn lưu ý là những bạn nào mà cái cung quan á mà có con sao Thái Dương thật ra rất là tốt nha, Thái Dương rất tốt, đóng bao cung quang nhưng tránh là đừng có đi chung với con sao Hóa Kỵ nữa. À, tại vì khi mà Thái Dương mà nó đi cùng với Hóa Kỵ thì bản chất của Thái Dương nó vốn đại biểu cho cái sự quang minh lỗi lạc, cởi mở rộng rãi, nhưng bây giờ Thái Dương nó lại gặp Hóa Kỵ thì hoàn toàn nó tương phản lại các bạn. Nó gây cho người này có cái gì nó hơi bi quan, có cái tính hồ nghi, bất định không có lòng tự tin, thiếu cái cảm giác an toàn. Thái dương mà đi cùng với Hoa kỵ đó một cung quan thì rất dễ bị cái tâm lý tiêu cực. Mặc cảm tự ti mà cái thái độ còn hư trương thanh thế. Hư trương thanh thế có nghĩa là mình phô bày cái lực lượng một cách rầm rộ mà thật ra mình không có cái gì đáng kể hết. Trong ngoài bất nhất là những người Thái Dương đi cùng Hoa Kỳ đóng một cung quan Có nghĩa là cái cái suy nghĩ ở bên trong của họ nó khác với cái hành động bên ngoài nhiều khi họ không có có làm chủ được cảm xúc của họ cho nên nó bất nhất cái phong cách là cái hành xử của họ nó khá cường điệu à, cho nên nhiều khi chính cái người mà thái dương hóa kỵ mắc một cái bệnh là hay bị người khác nghi ngờ mình không biết con nhỏ này nó có mua đồ gì hay không nhìn thằng này thấy nó nghi nghi nhưng thật sự không phải họ không có cái cái mua đồ gì đâu mà vì cái tâm lý phòng vệ của họ nó quá nặng vì họ là cái người thiếu tự tin các bạn Người Thái Dương mà đi cùng với hóa kỵ thì trong giao tế lắm lúc xử lý nó không có được tốt, dễ làm tổn thương người khác. Vì khi Thái Dương mà gặp hóa kỵ thì nó ảnh hưởng đến con sao cự môn. Cự môn lúc nào cũng cần cái ánh sáng lan tỏa của sao Thái Dương. Nhưng khi Thái Dương mà gặp hóa kỵ thì cự môn rất khó phát huy được cái tính tích cực của nó, dễ nói những cái lời làm tổn thương người bên cạnh. Vậy thì khi chúng ta gặp một người nào mà cung quan của họ có thái dương đi cùng với hóa kỵ thì cái người này mình nên cho họ thời gian để cảm từ từ bằng cái chân tình của mình rồi họ sẽ kiểm soát lại được cái tâm lý phòng vệ của họ. Thì khi mà cái năng lượng tích cực của họ nó trở lại thì họ sẽ thẳng thắn đối mặt với mọi người. Rồi cái cách thứ hai là thuộc hai nhóm cái nhóm đầu tiên là mình thường hay nghe là cái nhóm Linh Sương Đà Vũ. Có nghĩa là Vũ Khúc, Văn Sương, Linh Tinh đi cùng với Đà La. Mà các bạn lưu ý nha, hai nhóm sau này chỉ nằm ở hai cung, Thần và Cung Tốt thôi. Có nghĩa là ở hai cái cung La Võng đó, Thần Tốt. Mà chúng ta thấy có bộ Linh Sương Đà Vũ. Hoặc là cái bộ thứ hai nè, là cái bộ Cự Môn đóng tại Cung Thần hoặc Cung Tốt. Mà phải đồng cung với Hỏa Tinh hoặc là kình Dương có nghĩa là có hai nhóm chỉ nằm ở hai cung Thìn Tuất thôi Cự môn đi cùng với hỏa tinh kình Dương và Linh xương Đà vũ nghĩa là Vũ khúc Văn xương Linh tinh và Đà La Thìn Tuất thôi nha các bạn thì những cái người này là những cái người họ có cái tính cương cường và mâu thuẫn lúc bình thường thì họ là những cái người không có giỏi giao du những người này thường là những người thiếu bạn bè tri kỷ tính khá cô độc nhiệt tình trong lòng nhưng mà không có cách nào họ phát tiết được cái tính của họ ra bên ngoài nghĩa là họ có những cái tính rất tốt ở bên trong nhưng mà cái khả năng trình bày của họ những cái tâm sự của họ thì khó giải bày để đến những cái lúc mà cái hạn nó xấu thì dễ có những cái hành vi hủy hoại bản thân thì đó là cái cách thứ hai rồi cái cách thứ ba thì thực ra cái cách này nó không phải là cái cách mà bị cái bệnh tâm lý hay trầm cảm gì đâu mà nếu ai mà có cách này thì nó cũng chỉ là những cái triệu chứng có những cái nguy cơ cao thuộc trong cái nhóm này thôi có nghĩa là khi mà ai có cách này chúng ta phải nhìn vào cung mệnh của họ có sao thiên hình không có cô quả không hoặc là họ có đi vào cái hạng gặp nhiều những con sao cô đơn không thì lúc này chúng ta mới coi là nó tạo thành cách thì mình phải lưu ý cho họ và thông cảm cho họ. Còn bản thân của mình mà có cái này thì chúng ta đã biết trước để chúng ta điều chỉnh, chỉnh sửa chính mình. Thì đây là cách hóa kỵ mà đóng tại cung Phúc. Người hóa kỵ mà đóng tại cung Phúc với các bạn là người tính thẳng thắng. Mình khoan bàn đến gia đình dòng họ tổ tiên gì hết, mình chỉ nói cung Phúc thôi là cái nơi cái môi trường hưởng thụ của mình, là cái độ nhạy của mình. Nếu mà có hóa kỵ thì mình là người thẳng thắng trước đã. Tuy nhiên nha, Đối với tình cảm thì người hóa kỵ trong cung phúc rất là chấp trước. Chấp trước có nghĩa là nhiều khi mình hơi tự cho mình là đúng á. Nhiều khi mình hơi phi lý. Rất có thể là những cái lúc nóng giận mình không có suy nghĩ thông được đâu là những người mà cung phúc có con sao hóa kỵ. Và rất có khả năng là mình làm những cái chuyện khiến những người xung quanh họ kinh ngạc mà không có lý giải được. Đó. Thì những cái người mà cung phúc có hóa kỵ thì mình cũng nên thông cảm cho họ tại vì khi họ giận lên họ có những cái mà họ cho họ là đúng và họ cũng nghĩa là họ là người thẳng tính nhưng mà khi thẳng tính thì họ có những cái tính họ cũng không có kiềm chế được đó thì nó rất là khó khó giải, giải thích ở đây thì mình khuyên nha những bạn nào mà có hóa kỳ đóng cung phúc thì những cái lúc mà gặp trắc trở cảm giác thất bại nó chàng đến cái tư tưởng bắt đầu toàn những màu xám đó thì lúc này cái hành vi của mình nó sẽ có những cái trên lệch thì hãy đi ra ngoài ngừng lại đi ngừng mọi chuyện lại đi ra ngoài đi bộ bình tĩnh suy nghĩ xem có cái cảm giác của mình lúc này như thế nào tự mình mình nghĩ lại tới những cái mà hành động của mình sẽ nói những cái đó sẽ tổn thương ai và cái cái điều mình làm như vậy đã đúng chứ nghĩa là mình tự soi lại chính mình là mình buông xả những cái đó ra bình tĩnh để suy nghĩ là những cái người cung phúc có con sao hóa kỵ nên dành một chút thời gian cho mình hóa kỵ nó hàm nghĩa là bất túc phúc đức mà có hóa kỵ là cái khuynh hướng dễ bị bi quan đó các bạn cái sức chịu đựng đã kích của mình nó rất là kém vì cái sức chịu đựng của mình kém nên mình dễ thất tình hơn người khác cũng là cung phúc có con sao hóa kỵ mình dễ làm cho những người xung quanh lo lắng về mình thì nhắc đến phút mà có hóa kỵ thì mình nhớ có một cái bài hát của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thì bài hát này có một cái tên thôi, một chữ một thôi là chữ yêu. Thì mình mình nhớ như cái bài này nó là thơ rồi ống phổ thành nhạc. Có cái tên là yêu. Thì là biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Sợ không dám yêu lại nhớ thương nhiều yêu như khung trời bao la yêu trong hơn dòng suối văng hay yêu là nghe cây đắng thì cái câu mà sợ không dám yêu lại nhớ thương nhiều thì đúng là cái cảm giác của cái người mà cung phúc có ra hoa kỳ đó các bạn thích yêu nhưng mà lại sợ yêu Yêu rồi không biết có đến được với nhau hay không Rồi mốt thức tình thì sao Yêu phải nhớ, phải thương Yêu phải gặp những cái cảnh đau khổ Rồi không biết họ có chịu được được nữa hay không Thì là cái tâm lý của cái người Mà cung phúc có con sao hóa kỵ Vì chính cái cung phúc là cái nơi độ nhạy cảm Là cái nơi họ hưởng thụ những cái Cái niềm vui, những cái hạnh phúc Trong cuộc đời, trong cái tâm hồn của họ Mà bây giờ có hóa kỵ Thì nó cũng báo trước là cái con đường tình cảm của mình Chắc trở nó cũng báo trước là cái con đường tình cảm của mình có nhiều những cái nỗi mà mình cảm thấy mình hay bị ở trong cái thế yếm thế là cái cảm xúc của mình nó cũng dễ bị yếu mềm đó. thì đó là người cung phúc có con sao hóa kỵ bây giờ mình qua một cái cái cách thứ tư là con sao linh tinh mà đóng tại cung phúc thì cung phúc là cái biểu hiện cái tâm trạng của mình cái độ nhạy cảm, cái EQ của mình là cung phúc Còn linh tinh nó là cái sao mà mới nhìn vô à, Không cần biết nó nằm ở cung mệnh hay là cung phúc nha Thì mới nhìn vào mình thấy cái người này bình an Hoạt đầu ok, mọi sự đều vô, vô sự hết, không có gì hết Nhưng mà thật ra linh tinh nó chính là những cái đợt sống ngầm dữ dội ở bên trong Thì khi linh tinh mà nó bay vào cái nơi tâm hồn của mình thì sao các bạn? Thì Lúc cái người này mới đầu mình tiếp xúc mình thấy họ ok, họ bình thường, họ rất là bình tĩnh. Nhưng thật ra cái người này lại là cái người có cái biểu hiện cực kỳ tâm trạng hóa. Quen lâu rồi bắt đầu mới thấy đang bình thường, không sao. Nhưng mà chỉ cần ai đụng vào cái tôi của họ, xúc phạm họ thôi là cái cảm giác nó thay đổi liền. Chỉ cần một cái snap thôi là nó thay đổi liền. Cái giống như là nó bảo nó tách một cái là cái ngọn lửa ở dưới rồi nó nó nổi lên dễ làm cho cái người đối diện họ hết hồn với cái tánh của mình nó thay đổi nhanh cái tánh nóng đó các bạn đó thì khi mà người cung phúc có con sao linh tinh thì phải tập hít thở tập thiền nhiều vào khoan hành động với những cái điều mà mình cảm thấy bực bội khuyên nha cố gắng giữ này cũng khó lắm nhưng mà khuyên cái cảm giác này mình phải rèn luyện uống ly nước lạnh cho nó mát xuống cái tinh thần tinh thần mình nó xuống Chứ còn mọi người cung phúc mà có sao linh tinh thì rất dễ bị nhức đầu, rất dễ bị những cái chuyện nhỏ mình mình gây ra những cái hành động mà sau này mình khó mình có thể nếu lại có nghĩa là mình sẽ hối hận đó các bạn. Đó. Và khuyên những bạn nào mà đang quen những cái cô nàng hoặc anh chàng nào mà cung phúc có con sao linh tinh á thì thật ra mình cũng nên cẩn ngôn với họ tại vì họ là những người rất dễ bị tổn thương. Mình thông cảm cho họ thì mình nói chuyện với họ mình cũng lựa lời tại họ rất dễ bị tự ái. Đó. và họ hay ghìm những cái lời nói đó trong lòng lắm họ không có buông xả được liền cho nên mình cũng cẩn thận với họ là như vậy rồi vậy bây giờ nếu mà cung phúc bây giờ mình cũng cung phúc luôn nhưng mà bây giờ cung phúc nó vô chính diệu mà nó lại có linh tinh thì nó khác như thế nào à thì ý nghĩa của cung phúc mà không có chính tinh các bạn vốn là cái người cuộc sống thiếu định hướng trước cái đã Vậy thì cung phúc vô chính diệu mà cộng thêm linh tinh nữa thì cái tổ hợp này rất dễ thành cái người yêu đáng sợ. <laughs> thì yêu cái anh chàng nào mà cái cung phúc mà có con sao linh tinh mà vô chính diệu thì khi mà anh ta gọi là có cái cái cảm giác tiêu cực nghĩ là mình làm cái gì mà tổn thương anh ta thì rất dễ anh ta có cái cái tính trả thù rất là mạnh. Đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận. <laughs> Ngọt ngào cách mấy cũng tan thành mới. Thì đó là cái cung phúc vô chính diệu mà có con sao linh tinh. Kế là Liêm Trinh đi cùng với Hóa Kỵ đóng tại Cung Phúc. Thì các bạn lưu ý ở bài này mình chỉ muốn tóm gọn ở những cái bộ sao, những cái nhóm sao nó gây ảnh hưởng đến tâm lý trầm cảm, nó gây ảnh hưởng đến cái tâm lý bi quan, mặc cảm, thất tình làm cho mình có những cái cảm xúc tiêu cực thôi. Chứ mình không nói đến những cái bộ sao nó có cái tính hình tù nha các bạn nha. Đó là sẽ là những cái bài khác. Vậy thì Liêm Trinh đi cùng với Hóa Kỵ đóng tại Cung Phúc thì liêm chinh là kiên trinh. Thì khi nó phải gặp những cái chính tinh mà nó phát huy được cái đặc tính đào hoa thứ của nó, thì lúc đó nó mới đào hoa. Mình nói ví dụ như liêm chinh phải đi cùng với liêm tham nè, liêm chinh đi cùng với riêu y nè, đi cùng với đào hoa, thì lúc đó nó mới gọi là đào hoa thứ. Còn đi một mình thì liêm chinh độc tọa cung phúc là cái người cực kỳ cố chấp. Một khi rơi vào tình yêu thì đi theo cái tính kiên trinh của nó. Chết không thay đổi, yêu ai là yêu tới chết. đó Nhưng mà nghe thì có vẻ lãng mạn đúng không? Nhưng mà khoan, cái gì mà nó quá đó các bạn, nó cũng dễ có những cái phản ứng ngược lại. Thì cái người liêm chinh độc tọa cung phúc khi đã yêu là họ xác định yêu hết mình. Nhưng mà khi mà họ phát hiện được cái người phía bên kia mà thay đổi, thì lúc này cái tính mà Liêm chinh của họ, cái tính chinh liệt của họ bắt đầu nó có những cái suy nghĩ bắt đầu nó không có được thoáng đâu. À, đâm đầu vào những cái tình trạng không giải quyết được. Kiên chinh bây giờ nó bám đến cùng, nó không chịu ngừng. Cường điệu hóa thì mình có thể hiểu người liêm chinh, hóa kỵ đóng tại cung phúc là cái người sau khi mà cái cuộc tình đó mà nó có cái vấn đề gì thì họ dễ bị vướng vào cái cái suy nghĩ là họ không có có buông được cái đó họ làm cho cái đối phương phía bên kia sống không bằng chết đời anh đến cảnh khổ đến nơi rồi có một cái đặc biệt nữa là cái bản chất của cái người mà liêm chinh hoa kỳ đóng cung phúc á thì họ thần kinh họ quá mẫn cảm đi họ hay bị mất ngủ lắm họ dễ lo lắng họ dễ buồn và rất dễ nghiện một cái thứ gì đó cái cách thứ bảy cũng là cái cách cuối cùng thì hồi nãy mình có nhắc linh tinh là những cái ngọn lửa ngầm ở dưới thì đà la bây giờ nó tượng trưng cho cái sự ngầm lo lắng tại vì đà la thuộc cái tính âm kim nó đại biểu cho cái sự tự phá hoại thì người cung mệnh mà có đà la thì nhất định cung phúc của họ phải có kình dương nó tạo cho người này cái mặc cảm tự ti cái tánh đa nghi dễ nghi thần nghi quỷ là người cung mệnh có con sao đà la trong lòng họ hay cảm thấy bất an vậy thì con sao đà la đóng tại cung mệnh thì cung phúc chắc chắn là phải có kình rồi thì phúc nãy giờ mình có nói nó là cái nơi mà chỉ cái sự yêu cái độ nhạy cảm là cái nơi vị cảm thụ của tinh thần mà bây giờ nó lại có kình nằm ở đó thì cái mẫu người này cái lúc mà tình cảm họ không có được thuận lợi á mình nói thẳng là khi họ thất tình á, thì cái bề ngoài mình thấy họ có vẻ như không có giận gì hết họ nín giận nhưng mà tận trong cái xương tủy của họ họ không có cái cách suy nghĩ nó thông đâu các bạn cái tâm trạng của họ nó muốn phản kích lắm tại vì mệnh thì có đà mà phúc thì lại có kình thì có thể là vì tình yêu họ làm những cái chuyện rất là ngu ngốc thì nghĩa là cái khả năng đó nó cao hơn cái người bình thường khi mà cung mệnh nó có con sao đà la vì kình dương nó đại biểu cho cái sự phá hoại và đã kích rất là kịch liệt mà bây giờ nó lại nằm ở cái 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 môi trường cảm thụ tình tinh thần của mình đó cho nên là cái cách này rất là nguy hiểm rồi cuối cùng là hy vọng các bạn phân biệt được là cái bệnh tâm thần và tự sát vì tình cảm là hai cái chuyện khác nhau nha nãy giờ những cái sau này nó chỉ nói lên là những cái nhóm người này nó có nguy cơ cao hơn những cái người khác thôi chứ không có nghĩa là họ sẽ làm như vậy nhưng nếu khi chúng ta luận tử vi hoặc bên cạnh chúng ta có những người có những cái cách này thì chúng ta nên quan tâm họ nhiều hơn hoặc bản thân của mình mà có cách này thì chúng ta cũng kiếm những cái phương pháp hữu hiệu để giải trừ đi những cái tư tưởng độc hại ví dụ như là tìm trợ giúp từ người thân từ bạn bè giữ liên lạc với bác sĩ hỗ trợ từ các nhóm kết nối đức tin và cũng như những cái bài trước mình cũng thường hay nói học tử vi là để hiểu chính mình và cũng để sửa chính mình và biết những cái người bên cạnh rồi, cuối cùng chúc các bạn có một ngày thật vui. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sắp tới. Chào các bạn.